Chào các bạn, hôm nay chúng ta làm quen với passive voice, câu bị động của thì simple present. Ví dụ, I do my homework every day. Tôi làm bài tập nhà mỗi ngày. Đối với câu bị động thì mình sẽ nói là bài tập nhà được làm mỗi ngày. Đó, my homework is done every day. Vậy cấu trúc câu như thế nào? Chúng ta có chủ ngữ cộng động từ cộng với object cho câu chủ động. Và khi mà về câu bị động, mình có chủ ngữ cộng với is hoặc are cộng với verb 3 hoặc là verb ed. Rồi bây giờ mình cùng luyện tập nha. Rồi các bạn nhìn câu sau. He opens the door. Anh mở cửa ra. Khi làm bài các bạn gạch dưới chủ ngữ nè, he nè, động từ nè, opens nè. Vị ngữ của mình là the door. Vậy anh mở cửa ra, khi nói bị động thì cánh cửa được mở ra, đúng không? Vậy mình có chủ ngữ nè, được mình cộng is hoặc a cộng với verb 3 ed. Vậy là the door is opened by him. Ví dụ khác, we set the table. Chúng tôi sắp xếp bàn ăn. Vậy khi làm chúng ta sẽ gạch dưới nè. We là chủ ngữ nè, set là động từ nè, the table là vị ngữ nè. Vậy khi mình nói ngược lại thì bàn ăn đã được sắp xếp. The table is set. Chúng ta qua ví dụ khác. She pays a lot of money. Cổ trả rất nhiều tiền. Cổ là chủ ngữ. Pays là động từ nè. A lot of money chính là vị ngữ nè. Vậy câu bị động là rất là nhiều tiền được trả bởi cô ta. A lot of money is paid by her. Bây giờ mình qua ví dụ khác nhé. I draw a picture. Tôi vẽ một bức tranh. I là chủ ngữ, draw là động từ và picture là vị ngữ. Vậy là bức tranh đã được vẽ bởi tôi. Đó. Vậy mình thêm động từ to be vô. A picture is drawn by me. Họ mang những đôi giày màu xanh. Vậy là đây là chủ ngữ nè. Mang là động từ nè. Blue shoes là vị ngữ nè. Vậy mình đổi thành bị động là những đôi giày xanh đã được mang. Vậy là blue shoes thêm động từ to be vô là á. Worn chuyển thành verb 3 nè. Worn by them. Bây giờ các bạn làm thêm một số bài tập. Lát nữa cô sẽ chấm bài nhé. Mình sẽ chuyển những câu này thành câu bị động. Bây giờ mình qua tới passive voice của thì quá khứ đơn, simple past. Các bạn nhìn ví dụ. She bought four apples. Cổ đã mua 4 trái táo. Vậy khi mình nói bị động thì 4 trái táo đã được mua rồi. Four apples were bought. Vậy cấu trúc câu quá khứ của mình là chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc là động từ ed cộng với vị ngữ. Nhưng khi mình nói dạng bị động thì mình có chủ ngữ cộng với was hoặc là were cộng với động từ cột 3 hoặc là ed. Four apples were bought. Bây giờ mình cùng luyện tập. Các bạn nhìn câu sau đây. We won the match. Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu. Vậy đơn giản khi mình nói bị động là trận đấu đã được chiến thắng rồi. Vậy khi làm tương tự các bạn gạch dưới chủ ngữ. We là chủ ngữ nè. Won là động từ nè. The match là vị ngữ nè. Vậy mình chuyển nè. The match was won by us. Khi dùng bị động các bạn phải luôn nhớ có động từ to be nhé. Quá khứ mình sử dụng là was cho số ít. Bây giờ mình qua tới ví dụ tiếp theo. The man stole the blue car. Người đàn ông đã chôm cái chiếc xe màu xanh. Vì khi nói bị động mình cũng là chiếc xe màu xanh đã bị chôm rồi. Vậy mình sẽ gạch dưới như sau. The man là chủ ngữ nè.
Stole là động từ nè, W có là vị ngữ nè. Vậy khi viết câu bị động, chiếc xe đã bị chơm, chiếc xe đã W có. Quá khứ mình bỏ was vô, stole mình chuyển thành stolen by the man. Bây giờ các bạn sẽ đổi những câu quá khứ này thành dạng bị động. Lát cô Khanh sẽ kiểm tra và chấm bài cho các bạn nhé. Bài học đến đây kết thúc. Hẹn các bạn trong bài học sau. Bye!